Cây bút ký viết trên 100 triệu được làm từ vàng nguyên khối chế tác ra ao 750 18K gần một lượng vàng. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đến tất cả quý khách một sản phẩm. Đây là cây bút, và cây bút này được chế tác từ vàng nguyên khối ra ao 750. Toàn bộ tất cả chi tiết vàng này đều là vàng ao 750 18K. Cây bút này mình có thể là đưa tên hoặc là biểu tượng logo công ty hoặc là bất kỳ cái yêu cầu hình thể nào lên trên này, thì Kỳ Lân sẽ đưa những thông điệp đó của quý khách vào cây bút này. Ví dụ như khách hàng yêu cầu là tặng cho một người có tên là gì đó thì khắc cái tên người đó lên đây, thì Kỳ Lân sẽ đưa cái tên lên. Và toàn bộ trọng lượng cho cây bút bằng vàng này là gần một lượng vàng, và đó là vàng ao 750 18K được chế tác từ vàng nguyên khối. Rồi, và bây giờ chúng ta đi đến chức năng, cách sử dụng cũng như là cái cấu trúc bên trong của cây bút. Cây bút này đặc biệt bản option nhiều nhất, cao nhất, cây này là trên 300 triệu với full option từ kim cương full vô ren nắp bút và full kim cương trên quay cài bút, và có kim cương tròn to ở dưới phần đáy của thân cái bút và viên kim cương tròn to trên phần trên của nắp bút. Và đặc biệt cây bút này có thêm một option nữa là con rồng, nguyên con rồng 3D chạy trên phần nắp bút. Và toàn bộ vàng, trọng lượng vàng của chiếc bút này là trên một lượng 6, và cái bút này là bản cao nhất, option nhiều nhất. Đối với phiên bản này thì đơn giản hơn, gọn hơn. Mình có thể không phải rút nắp, mình không cần rút nắp, mình chỉ việc xoay là ngòi bút sẽ trồi ra, xoay ngược lại là ngòi bút sẽ thụt vô. Bây giờ mình xoay tiếp là ngòi bút sẽ thụt ra. Và toàn bộ từng phần quay bút, tất cả chi tiết vàng này đều là vàng nguyên khối 4 số chế tác ra ao 750 18K. Ví dụ như là quý khách muốn Kỳ Lân làm một viên kim cương to, to như viên kim cương này, to như viên kim cương này, vào đây. Hoặc là ở phần cái ren này mình có thể đến full kim cương như vậy, hoặc là mình có thể đến full kim cương lên trên phần quay gài bút này cũng được. Mình sẽ đến như là cái này, mình sẽ đến full kim cương như vậy lên trên phần quay gài bút của cái bút này. Và quý khách có nhu cầu khắc tên mình lên, đưa tên mình lên, nổi lên, đến kim cương lên, hoặc là đưa hình con giáp, biểu tượng, logo công ty hay bất cứ cái gì để em làm thành cái bút riêng và độc bản, độc quyền cho mình và mang dấu ấn, dấu hiệu của mình và cá nhân hóa sản phẩm mình theo yêu cầu, thì Kỳ Lân sẽ là người thực hiện sản phẩm đó hoàn hảo, hoàn mỹ và hoàn chỉnh nhất để bàn giao cho quý khách. Vâng, và như vậy video clip giới thiệu về chiếc bút bằng vàng nguyên khối của Kỳ Lân Luxury đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công nhé. Và hãy gọi trực tiếp cho Kỳ Lân hoặc kết nối qua Zalo số 0901247247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Và hy vọng gặp lại tất cả quý khách vào thời gian sớm nhất, nhanh nhất, gần nhất. Xin thân ái kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.